I love you. Now you set my soul on fire. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay là ngày chủ nhật, mình sẽ chơi lại bé gái. Và đêm ngày hôm qua lúc mình đang soạn bài thì thấy đạt được 70.000 subscribe rồi. Wow, rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong những năm vừa qua. Chỉ còn 30.000 người nữa thôi là sẽ tiến tới giai đoạn chờ đợi rút bạc. Rất là vui mọi người. Thật sự rất là vui. Đêm ngày hôm qua thì bạn mình nhắn nói là ngày hôm nay anh ơi, ngày hôm nay thi vấn đáp. Mình kiểu cái gì vậy? Kiểu như không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào tin nổi là cái tin đó nó bất ngờ nó ập đến ấy. Xong cái bắt đầu là mới đi soạn bài. Soạn xong 7 giờ sáng ngày hôm nay thì mình cũng kiểu mình dậy để 7 giờ thi mà thì thi online thì 7 giờ mình dậy thì 7 rưỡi vẫn không thấy ai mở cái lớp trực tuyến. Đến khi gần 8 giờ kém thì bắt đầu là mới báo lên là không, nay không thi. Nói chung là mình mất một buổi sáng chủ nhật đi ngủ kiểu vậy. Lịch lên rồi nhưng mà không có một cái tác động gì hết, chả thấy nói năng gì luôn. Nhưng mà thôi, nói chung là trước sau gì thì cũng phải ngồi vào máy tính và cũng phải soạn bài để mà thi vấn đáp. Nói chung thức đêm ngày hôm qua không sao, ngày đêm qua mình không chơi game luôn. Chỉ hơi hụt hẫng sáng nay một xíu. Tại vì sáng nay thì mình cũng có một cuộc họp lúc 9 giờ. Thì sao mà không thi đấy là được nghỉ ngơi xíu, 9 giờ mới họp cũng đỡ. Mà rời sang thứ 3 mọi người. Nói chung là nó cứ bị thay đổi theo trong chóng ấy. Đấy. Nói chung là bây giờ mình cũng sắp thi hết học kỳ 2 rồi thì mọi người cũng tương tự vậy thôi. Rồi khoảng đâu 2 tháng, 3 tháng thì người ta lại bắt đầu thi đại học. Chúng ta lại bắt đầu có những video clip nói về chủ đề thi đại học. Giờ cuộc sống của mình xung quanh thì chỉ có chơi bời thì học tấn dốc nói phét thôi chứ biết gì đâu. Sau này mà nếu ví dụ mình ở một cái next level khác, ví dụ là mình có công ăn việc làm ổn định hơn thì bắt đầu là mình sẽ lại chuyển hướng sang nói về những cái vấn đề công việc hàng ngày chẳng hạn. Rất là nhàn đúng không mọi người? Rồi xong. Mình thấy nghi lắm nha, xuống hầm luôn á. Đúng không ạ? Rồi, ở cái hầm ngay đây luôn, ngon nha. Bé gái là một nhân vật mình thấy rất là khỏe, rất là mạnh ấy chứ. Chẳng qua do người chơi nó làm cho người ta kỳ thị. Nào là giấy hồi đòn, rồi đăng cai, không hiểu sao tự nhiên cái con bé gái ở đâu rút ra. Nó ăn hit rồi nó gục tại chỗ. Rất là nhiều. Hay quá, mỹ nhân dụ nó. Quá đỉnh. Mình là lính đánh du kích, mình chơi theo kiểu đằng sau. Lên luôn. Eo ơi, đỡ đòn như thế rồi ấy mà nó vẫn đánh trúng tù nhân. Tức ghê luôn. Nè, cho tờ giấy xuống như kia chơi. Ủa, mình cứ tưởng mình đẩy nó xuống hầm cơ. Thực ra thì nếu như mà mình bu càng đông thì cái tỷ lệ pha trộn dấu chân của đứa này với đứa kia càng cao. Đâm ra là những cái người họ cần thiết họ trốn thoát, họ sẽ trốn được. Có khả năng cao tù nhân thoát. Ủa, nãy thấy mấy ở bên đấy rồi đâu rồi? Có heal cho tù nhân không? Ok, nổ máy này rồi. Rồi, nó tới, nó kiếm rồi đó. Đây, để mình đi pha ke. Để mình fake team. Thấy không? Nó đuổi mình rồi, ok. Biến liền. Lưu ý nha, nếu mà mình đã biết hầm ghế ở đấy rồi thì mình không nên cai ở khu vực đó nữa. Tại vì là rất là nguy hiểm ha. Cứu bình thường đã khó rồi, chứ đừng nói đến chuyện các bạn ca xuống hầm nữa thì... Mà với lại có rất là nhiều hunter khắc chế được việc cứu hầm. Mình ngán nhất là Rimwick, thứ hai là Bạch Tuộc. Sợ cực kỳ luôn. Ok ạ. Rồi, đẹp rồi. Về cái skill mà tele thì phải không có team của Hunter cơ. Đây, đằng này thì nó không có đuổi mình nữa rồi thì mình sẽ tele sang máy đồng đội đang sửa.
đứa nào nhúc nhích thì chắc chắn đứa đó bị đuổi rồi. Ngu gì mà tele đúng không? Nhập vô. Rồi xong. Lên ơi. Đêm này có hai đứa giải máy mà chị Mách nói chung là bà ấy không có mất một con robot gì hết trơn á. Nhàn dễ sợ luôn. Đâm ra là cái việc mà đi dăm máy rất là khỏe. Giờ nó tới kìa. Ôi, tù nhân nó lát cái gì vậy? Chị thỏ đực lát. Cứ từ 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 nha, cứ ngồi đi. Rồi để mở cổng xong có gì đi cứu. Còn nhánh 6. Ủa, đâu có. Nhánh 6 mới cứu hầm rồi. Ủa, chị Mách đâu rồi? Mới đây ba đứa ở đây đâu rồi? Ôi thôi 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 nha, soi rồi, bye à. Thôi ạ. Giả dụ như mà không soi á, thì còn lưỡng lự ở lại cứu chứ soi rồi thôi thôi ạ. Chị bay vui. Rồi, hai ông bà kia hết bên này rồi. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé, mình sẽ có thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Trận đấu đỉnh. Ok, mình đã quay trở lại với bệnh viện Thanh Tâm. Khi mà chơi với gái thì có thể lên 39 để cai. Bởi vì nhân vật này chủ yếu cai chay là nhiều. Cũng có thể... Hồi mẹ nội tôi, nó đi qua vào nhà lớn. Còn không thì mọi người có thể lên 36 giống như mình đi cứu người. Và có thể là nhập cho họ khi mà họ cần, đúng không? Với tương tác sửa máy, địa hơi nhảy nhây rồi tùm lum la tăng rất là nhiều. Và giấy thì nên đẩy những cái khu vực mà nó rộng, đúng không? Đừng có đẩy những cái khu vực mà quá gần cái địa hình thì hiệu quả nó không cao. Chẳng hạn như mọi người thấy Hunter nó đang dí sát mình chẳng hạn, thì mình dùng giấy mình đẩy ra cả hai bên, đẩy về hai phía, gần giãn cách được một xíu. Một gây dài nên xem xét lại, đúng không? Có súng bắn đi chị. Cái máy nó gần xong rồi. À, cứu. Đập ván dơ rồi. Chơi game 2 năm nay mà cái tật đập ván dơ không bỏ. Ơi, cứu bé. Ừ đúng rồi đó. Ra cửa sổ đó mà chơi, mình đi má hay đánh đâu mà chơi. Mình đánh bướm lại đây. Mấy hôm nay mình đi ranh cũng toàn cầm gây xa ấy. Trời ơi. Chân ái mới của cuộc đời. Hoang bún diêu. Không đập bá đó nha. Chơi vui vẻ. Làm gì đát gớm nhá. Biến liền. Thôi không đập bá đâu má. Sao lắm bướm quá nhá. Đạt ghê quá à. Đi đi. Cút đi. Đấy mọi người thấy không? Mình không đập ván ở gây xa nó còn sẽ còn lưỡng lự đi qua các thứ. Rồi, tới công chuyện. À, dơ rồi. Ở đây nếu như mà đập ván xong là mình phải suy nghĩ mình nên đổ khu cai liền. Mà cái khu tường này nó tới cái chỗ mà trước cái cửa nhìn hông bên hông nhà lớn kia nó cũng hơi bị xa xa. Hiếp gây xa nó đát tới thì mấy hồi đâu. Cứu bé, bé làm lại nè. Mà mình bị nguyền chỗ này ấy. Trước cũng có nhớ chơi đào vàng gặp Percy đây rồi. Rồi đào vàng mà gặp Percy ở ngay khu này chơi cái gì. Rồi ok ạ, à, cảm ơn ạ. À. Đi chơi thôi. Có gì tránh xa càng tốt để mình còn sử dụng skill tele. Khi nào mà cái skill nó hiện sáng lên thì mình mới dùng được. Giờ tim nó cứ đập bịch bịch giống như là ai đấm vậy đó. Biến đi. Không có cơ hội để mà đảo cam luôn á. Vườn không nhà trống.
Mình cũng đang rất là phân vân có nên ước phụ kiện ôm của Gisa không, tại vì cái nick của mình nó đang có phụ kiện Sakutara, ngựa hồ Kagura nhầm, mà nó cái phụ kiện đó, nó ồn kinh khủng ấy, mỗi lần mà đát bướm cái là cả làng cả nước nghe, nó đâm ra là cũng không thích cái phụ kiện đó lắm, mặc dù là cái hiệu ứng của nó, màu sắc của nó cũng khá là đẹp, khá là tươi, tiếng cũng nghe cũng ổn, nghe cũng kiểu âm binh, nhưng mà nó ồn quá khổ. Skin đưa thư thì có hai cái mà thấy đang cũng đang rất là phân vân. Đát cái gì vậy chị? À, lừa đèn chị hả cưng? I'm on the next level. Thôi, đát thì gớm nhá. Ok ạ, à, đát vô đi ạ. À. Ngu gì ở trong đó, nó đát vô đấm mấy hồi đâu. Giờ thì chế độ 82 cập nhật thêm cái thuốc gì cuồng nộ rồi, giảm stun rất là nhiều, thế cho nên là ngán gì đâu. Để mình chạy vào đây mình cai. Đấm đi ạ. Ok, nổ máy. Trong nhà là cai cái xá rất là ngon nha, cho nên là mình sẽ chủ động vào đây mình cai luôn, mình chết trong này luôn. Gây xa nếu mà muốn ra ngoài thì một phải tele, nếu mà không có thì mất một khoảng thời gian rất là nhiều để mà có thể là đi ra ngoài khu cổng. Mà giờ thì nó cứ ui giời ơi, cái gì mà đát xuống cầu thang đây, ai rảnh. Bà này biết chiêu của mình là không đập ván rồi đó, đi qua ván không sợ gì luôn nè. Ui dồi ôi, đát kiểu đấy thì tôi ra cổng nha bà. Trời ơi, bé gái đấm người xa lên đầu người xa tôi ngồi. Bye ạ, à, giấy bướm gì nữa. Yeah, ra cổng luôn rồi. U là trời, ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và nhớ đi rank 5 năm và rank thường để kiếm cầu ra phụ kiện nha. Bye.